Mở đầu khung giờ tiếp theo của chương trình cà phê ngày mới ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được điểm qua những thông tin nổi bật trên báo chí đăng tải. Chi phí xét nghiệm tại các đơn vị niêm yết giá mỗi nơi một giá, như test nhanh một số nơi có giá từ 60 đến 70 000 đồng, còn lại phần lớn là trên 100 000 đồng, có nơi là trên 350 000 đồng, thậm chí là 500 000 đồng. Tương tự, xét nghiệm real time PCR cũng thế, đa số bệnh viện công lập đều niêm yết đúng giá là 734 000 đồng, còn các phòng khám bệnh viện tư đều trên 1,2 triệu đồng, đơn cử có nơi lên đến là 3,2 triệu đồng. Đây là một thực trạng được đề cập trong bài viết Giá xét nghiệm Covid-19 niêm yếp một đằng thu một nẻo trên báo Tuổi Trẻ ở trang số 9. Mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc. Trả lời báo tuổi trẻ về vấn đề nêu trên, Bệnh viện Quảng Mỹ Sài Gòn cho biết mức giá này bao gồm chi phí vật tư tiêu hao, máy móc và nhân sự thực hiện xét nghiệm cho khách hàng có nhu cầu. Đại diện bệnh viện Nguyễn Trãi khẳng định chủ trương của bệnh viện không làm test nhanh dịch vụ mà bắt buộc thực hiện xét nghiệm nhanh cho các bệnh nhân đăng ký khám bệnh nhập viện điều trị hoặc người nuôi bệnh. Và chi phí xét nghiệm nhanh của tất cả các nhóm đối tượng này đều là 126.000 đồng như giá niêm yết. Đi người đăng ký khám bệnh nhập viện điều trị phải đóng thêm 150.000 đồng. Khi được hỏi tại sao chi phí xét nghiệm lại khác so với giá niêm yết, một nhân viên trực tiếp tư vấn thu tiền test nhanh tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết có thể đã có giá khác mà chưa cập nhật để chúng tôi hỏi phòng kế hoạch tài chính kế toán. Như vậy, với số lượng khoảng 1.000 người test nhanh mỗi ngày tại bệnh viện này, thì số tiền trung bình một ngày bệnh viện thu cao hơn giá niêm yết sẽ là trên 17 triệu đồng. Và nếu kéo dài trong vòng một tháng, có thể số tiền thu trên lệch khoảng nửa tỷ. Đối với tiền thì rất cần chuyện minh à, chuyện minh bạch và chuyện công khai. Hy vọng rằng là sau này về hệ thống giá xét nghiệm COVID-19 sẽ có một à, cách để chúng ta có thể mỗi người dân có thể kiểm tra một cách đồng bộ và khoa học với giá tiền này để mong rằng không còn có sự chênh lệch này nữa. Vừa nãy thì chúng ta vừa được theo dõi một câu chuyện về tiền làm sao để có thể minh bạch và mang lại lợi ích cho quốc gia bởi vì nếu mà chúng ta không có những cách kiểm soát tốt có thể để lại những hậu quả khôn lường. À, một vụ việc gần đây có liên quan tới câu chuyện đó, đó là vụ án của cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Vũ Nhôm. Từ vụ án này đã khiến cho nhiều người đặt ra những cái vấn đề như là thói quen dùng tiền mặt ở Việt Nam vẫn còn quá phổ biến. Và đây là một trong những môi trường lý tưởng cho nạn rửa tiền và các tội phạm có liên quan. Và liên quan tới vấn đề này trên trang 5 của báo Tuổi Trẻ có bài Tiền mặt còn tung tăng và chúng tôi xin được trích đọc cho quý vị khán giả. Theo bài viết phân tích, hối lộ bằng nhà đất cổ phiếu đều để lại dấu vết đưa tiền mặt là tối ưu nhưng với tiền mặt số lượng lớn người phạm tội còn phải rửa tiền đến nay thì pháp luật ở góc độ thanh toán vẫn chưa kiểm soát tốt đầu vào tức là rút tiền mặt và đầu ra của tiền bẩn là rửa tiền cá nhân dễ dàng rút vài tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng hoặc là đem nhiều tỷ đi mua ô tô đất nhà căn hộ mà chẳng ai bắt bẻ thực ra thì đã vài lần dự thảo quy định về thanh toán qua ngân hàng được đưa ra thăm dò theo hướng dẫn bắt buộc mua sắm giá trị lớn như nhà đất ô tô phải trả tiền qua ngân hàng nhưng đều không được ủng hộ còn các biện pháp phòng chống rửa tiền trong đó có ghi nhận các giao dịch đáng ngờ ít có tác dụng răng đe đến nay thì việc thanh toán qua ngân hàng được phổ cập đã đủ điều kiện để siết lại hơn quy định dùng tiền mặt nhất là khi mua sắm tài sản có giá trị nhưng mà cũng phải thừa nhận là dù có siết lại chúng ta vẫn còn một chặng rất dài để tiến tới kiểm soát và ngăn chặn dùng tiền mặt vào các hoạt động phạm pháp, trong đó có hối lộ, tham nhũng. Bởi các giao dịch tiền mặt và hoạt động kinh tế ngầm còn nhan nhãn và suy nghĩ cho rằng tiền tôi tôi xài vẫn chưa phải đã chịu thua trước những cái được quá lớn của việc thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt. Nhưng mà dù có chậm thì cũng cần bắt đầu siết lại, không thể để tiền mặt tung tăng như thời gian vừa qua, có vậy thì mới hy vọng là trong thời gian gần sẽ giám sát được tài sản của quan chức thông qua tài khoản thanh toán qua ngân hàng. Thưa quý vị, trong nhóm giải pháp cấp bách để doanh nghiệp hồi phục hoạt động, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là các chính sách vĩ mô quan trọng nhằm tạo nguồn bổ sung cho ngân sách nhà nước vốn đang eo hẹp. Đây là nội dung đáng chú ý trong bài viết khơi thông nguồn lưu khơi thông nguồn lực để phục hồi kinh tế được đăng tải trên trang 10 của báo Lao động. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc ngay sau đây. Theo chia sẻ của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế chia sẻ, có thể áp dụng chính sách tài khóa ngược chu kỳ vào lúc này. Đó là khi kinh tế tăng trưởng thuận lợi thì giảm bội chi và nợ công tăng dự trữ. Ngược lại, kinh tế khó khăn thì đẩy các chỉ số này lên để có nguồn lực. Chính phủ cần phải linh hoạt tích hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, trong đó chính sách tài khóa yểm trợ cho chính sách tiền tệ. Chẳng hạn có thể thông qua chính sách thuế đầu tư công để tạo nguồn lực phục vụ điều chỉnh lãi suất lưu thông tiền tệ. Theo tiến sĩ Trần Toàn Thắng trưởng ban dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp thuộc Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá đúng nguy cơ lạm phát để có biện pháp bình ổn bởi lạm phát thấp gần đây chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng thấp trong khi chi phí xăng dầu vận chuyển tăng cao đang là mối đe dọa đối với CPI Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương thì cho rằng, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế ngoài tập trung vào nguồn lực từ tăng chi và vay nợ thì có thể sử dụng một phần dự trữ ngoại hối và tạo nguồn lực qua cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn cần có sự vào cuộc của chính phủ quốc hội để cải thiện các nút thắt pháp lý trong việc thực hiện chương trình này. trong thời điểm này để có thể khôi phục thị trường và giúp cho kinh tế phát triển nhanh thì bên cạnh việc linh động trong các chính sách thì cũng nằm ở khâu thực hiện ở trên thực tế chúng ta cũng cần phải bớt những sự điểm ra. và một trong những bài viết đáng chú ý trên báo lao động ở trang 1 và trang 3 có nhan đề chậm tiến độ ở hơn 1.000 dự án phải gỡ nút thắt để giải phóng mặt bằng Theo bài viết, hiện trong cả nước có hàng nghìn dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm sau thời hạn phải đưa vào vận hành, thậm chí là bị nhà thầu thi công đòi bồi thường hàng trăm triệu đô la Mỹ do chậm bàn giao mặt bằng. Là một bài học đau xót với các dự án hạ tầng quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai trên khắp cả nước. Những vướng mắc phát sinh chủ yếu là từ công tác giải phóng mặt bằng, đặt ra những bài toán phải có một hướng tiếp cận và cách xử lý hoàn toàn mới với vấn đề tưởng như đã quá cũ này cụ thể nhiều địa phương mới đây đã đề xuất tách các dự án thành những dự án riêng nhằm đảm bảo dự án có thể triển khai ngay khi mà có vốn tránh lãng phí nguồn vốn được phân bổ nhiều đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 cũng cho rằng việc tách bồi thường và cũng như việc tách giải phóng mặt bằng là một trong những dự án độc lập ngay tại thời điểm trước khi quyết định chủ trương đầu tư sẽ là một giải pháp quan trọng khắc phục sự chậm trễ trong triển khai dự án đầu tư công, tạo thuận lợi để các dự án có thể thi công đúng tiến độ. liên quan đến một nút thắt giao thông cần phải giải quyết thưa quý vị và các bạn mỗi ngày có hàng trăm lượt xe quá khổ quá tải chở vật liệu vô tư chạy trên cao tốc pháp vân cầu rẽ của hà nội tuy nhiên do thiếu trạm cân đơn vị quản lý tuyến đường này đã bất lực trong việc ngăn chặn và xử lý thực trạng này được phản ánh trên bài viết vì đâu xe quá tải lộng hành trên cao tốc pháp vân cầu rẽ ở trang tư của báo giao thông ngày hôm nay Thừa nhận về tình trạng xe quá tải trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, ông Đặng Văn Trung, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua tại một số địa phương có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý phương tiện vận tải. Chủ xe và lái xe lợi dụng các lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch, nên tình trạng xe quá tải quá khổ có dấu hiệu bùng phát trở lại. Theo ông Trung, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ 1 phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Hà Nam xử lý xe quá tải trên tuyến, không có hệ thống cân sẽ khó kiểm soát xe quá tải. Công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ đã lập đề án đề xuất lắp đặt hệ thống cân tự động trên tuyến để kiểm soát xe quá tải. Tuy nhiên, hiện phải chờ tiêu chuẩn cơ sở cho hệ thống này. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hệ thống cân tự động để áp dụng trong thời gian sớm nhất. Đây là chia sẻ của ông Trung. Qua những thông tin của các bài báo vừa rồi, chúng ta có cảm thấy được một tín hiệu vui đó là nhịp điệu cuộc sống dường như đang dần quay trở lại bình thường. Tuy nhiên phải thật thận trọng và đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Đó cũng là một trong những vấn đề được đặt ra ở trên báo Đại Đoàn Kết trang 12 về vấn đề của học đường. Cụ thể bài viết với nhan đề Hà Nội thận trọng từng bước mở cửa trường học Ông Trần Thế Cương, giám đốc của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, việc chỉ mở lại trường học tại huyện Ba Vì từ ngày 8 tháng 11 do huyện này có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của Hà Nội trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở ba vì thành phố sẽ đánh giá rút kinh nghiệm từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận huyện thị xã còn lại từng quận huyện thị xã cùng ra soát đánh giá tình hình lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực thành phố hà nội sẽ xem xét đánh giá từng phương án nơi nào bảo đảm các tiêu chí điều kiện an toàn cho học sinh thì sẽ cho phép mở lại trường học ngay Tại cuộc họp báo thường kỳ, chính phủ diễn ra vào cuối tuần qua, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ Giáo dục Đào tạo đã có đề nghị với các địa phương cũng như Bộ Y tế sớm có phương án tổ chức cho học sinh, đặc biệt lứa tuổi từ 12 tới 18, có thể sớm được tiêm vaccine. Bộ Giáo dục Đào tạo rất mong muốn và hy vọng trong thời gian tới, địa phương này sẽ có những biện pháp để quyết định cho học sinh sớm trở lại trường học, bởi việc cho học sinh quay trở lại trường không những là nhu cầu chính đáng, mà còn là nhu cầu đảm bảo chất lượng dạy và học cũng như đảm bảo yếu tố tâm lý cho học sinh và nếu và quý vị và các bạn quan tâm thì có thể tìm đọc lại trên các số báo ra sáng nay. Bên cạnh đó nếu quý vị và các bạn muốn cập nhật thêm những thông tin về dịch bệnh COVID-19 thì quý vị có thể theo dõi trên trang tiêm chủng COVID-19 của quốc gia hoặc là trang của Bộ Y tế để chúng ta có những thông tin chính xác nhất từ phía cơ quan chức năng. Vâng vừa rồi chúng tôi vừa điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật bà báo chí và ngày hôm nay đã cập nhật và chia sẻ quý vị và các bạn có thể tìm đọc chi tiết. Bên cạnh đó thì cũng có thể theo dõi lại nội dung mà chúng tôi vừa điểm qua trên kênh YouTube của VTC9.